mình có thể thủ được mà Vũ, cầm cái rìu ấy thủ mà. Cái thủ của nó là mẹ mạnh lắm ấy, cái rìu ấy thủ mạnh lắm ấy. Cầm rìu này mà thủ ai. Ôi trời ơi. Thấy chưa, nó chỉ đánh, nó tránh ngã được mình thôi. Ủa. Đệt. Sao như vậy? Invite. Mời em đi. What the fuck? Mời rồi, từ từ. Ngày hôm nay thì team đụt bọn tôi bao gồm có tôi, Vũ Ti Hầm, Long Smile và Đạt Ốc sẽ quay trở lại với The Forest để phá đảo con game này, kết thúc một cái kỳ án. Sau khi mà bọn tôi đã làm tất cả thứ rồi. Đạt Ốc ngày hôm nay thì có một cái có một số cái chuyện riêng, thành ra là đang bị đau họng không nói được. Đạt sau mấy hôm coi như là livestream nhiệt với anh em quá là bị đau họng, đang bị viêm họng hạt. Tôi đang đến xem. Tôi mày chiều nay vừa đến thăm Đạt xong thấy có vẻ ốm đau lắm, nên nó không nói được. Thành ra nó bảo với cả tôi là để em sử dụng chị Google thay cho giọng em. Đạt chào anh em câu đi. Xin chào anh em. Chán. Đạt nói gì với anh em cho anh em biết tình hình sức khỏe như thế nào rồi. Thông báo tình sức khỏe họng hiếc thế nào rồi. Bao giờ thì mới khỏi được. Thôi chiến thôi kệ giờ mai. Cái gì? Nó nói cái điều gì đây? Ôi chiến thôi kệ giờ. Thôi chiến thôi kệ giờ mai. Rồi. Thể ta nguyện vọng của Đạt. Chiến thôi, chiến thôi, chiến thôi. Vào đánh mẹ lên. Vào vẫn. Cái đéo đấy. Lâu quá buồn ngủ. Thật. Smile thì dạo thời gian gần đây tôi thật với anh em là tình vẫn còn đang đẹp, có thể là đẹp kinh khủng luôn. Ngày hôm qua vừa đi chơi người yêu trả bài xong rồi. Tối nay báo cáo với tôi là hôm qua em trả bài xong rồi, hôm nay chơi thoải mái. Tôi bảo ok thế thì được. Liên quan. Sớm mai thậm chí còn vừa đi chơi poker ở nhà em rể về. Đấy đi. Và anh em đừng nghe ông Dũng. Thắng được 3 triệu. Anh em đừng nghe ông Dũng. Cứ vào game chưa? Tao mời mày rồi đấy. Vào rồi này. Tình chỉ đẹp khi còn răng rở thôi sớm mai. Thế nào? Tình mất. Tức là mới bỏ nó đi chứ sao nữa. Anh em thấy khổ thân Đạt không? Đấy, bây giờ mọi khi nói nhiều, tự nhiên hôm nay bị khóa mõm. Nó bị làm sao vậy? Em đây rồi. Khổ thân lắm. Hết đéo đỡ được. Mừng lại em với. Đệt. Sao đây? Sao không vào được? Lại mời lại à? Hoa thảo mời lại em với. Con mẹ. Giọng nghe ghét đéo tớ. Thì điều hòa vừa tắt. No God. Nắm chị thế. Em vào rồi. À rồi em vào rồi. Đạt ma HP. Rồi em đạt ma HP. Rồi ok, Đạt Ốc đã vào được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm hai chị Google. Một chị Google ở nhà Vũ và một chị Google là Đạt Ốc. Sao không mời Vân vào gần bên chơi đi hát thôi. Vừa ra khỏi hang. Em tìm đường ra khỏi hang. Ghê quá, trong này ghê quá đi mẹ. Nghe buồn đi à, đéo chịu được. Hót lại di sở bonding. Con mẹ ghét đéo nữa được. Đấy, nó vào đây làm gì? Thấy Đạt đây rồi còn nhớ nữa. Hót lại not di sở bonding. Anh chạy chỗ mọi người. Đấy, đi được rồi này. Và vật respawn đỉnh điểm. Thế gì bắt cả cho em rồi. Còn ơ lại ngon rồi mới đau tôi. Đâu, thế mày đéo đâu. Đây còn gì nữa. Đâu. Hót respawn đỉnh là thế nào. Điệt. Phát điên. Đi. Anh Dũng hót bị làm sao ấy? Chả có làm sao, thằng Vũ có làm sao đâu. Và được, mà vẫn là mấy lát còn đình. Anh đừng thoát. từ chết còn mất. Em phải thoát thôi, nó cứ bị hết lại hót.
hot not responding này. Nghe thống thiết đéo chịu được. Chờ là được mà gà vờ lờ. Chỉ vì con lưỡi sở mai mất thời gian đi. Mày. Em khổ bây giờ. Khổ con này. Khổ con này. Anh em chạy thôi. Ôi mẹ bỏ kêu đến đây. Chạy ơi, tao chết rồi, cứu tao. Nó đánh đau quá. Cảm thấy con tiến béo à, con kêu đến đây thôi, chạy thôi. Ôi giời ơi, mẹ à, mẹ. Cái này xuống nước, xuống nước, xuống nước, xuống nước, xuống nước, xuống nước. Mẹ. Địch mơ. Sao chúng nó kéo lên nhanh thế? Ôi tiền béo ơi, nó xuống thẳng nước, nó giết anh rồi. Ơ đéo ơi, sao nó xuống mẹ nước cứu anh. Chết mẹ nó rồi. Mẹ. Cứu gì nào? Đây rồi. Tao chết mẹ rồi đâu mà cứu. Đây em đang đứng ở trong bãi lửa để cho chết. Ừ đừng đấy cho chết à. Đi. Để chết. À. Ông sân mai em còn giả lập cả giọng cơ mà. Chết cơ mẹ rồi. Yeah. Ê... Sở mai giờ yêu đời lắm. Ê... Cảm ơn em lúc nào tôi cũng yêu đời mà. Yes. À thì mẹ đang đạt. Sở mai điên mẹ rồi, tự nhiên là cảm ơn anh em. À đi chạy thêm cái. Bỏ rõ là nó đang đạt rồi. Chà. Ôi. Chỗ đạt nhá. Thì tới một cơ số các cái con súc vật. À! Mày thích bố lão không? Thằng Smile nó mẹ rước vào cái gì mà tội rồi. Kéo con nhiều chân chạy về. Đâu chạy đâu. Chạy đâu. Nếu mẹ bắn nó chìm vào đấy xong tí nữa mẹ lại chờ nó chạy ra đây đấy. Cứ chạy được đội anh Dũng là cái hôn. Ờ đúng rồi, nét xong. Rồi, đá lên giết nó. Giết nó xong mệt vãi cứt. Không phải em Vũ ném đấy. À thế à. Kẹp được mà. Ờ đi mẹ em. Đi. Đi ra cái hang đi lên. Phá đảo nhanh mất thời gian nếu chịu được. Đi. Thằng Đạt đâu rồi? Ơ. Sao vẫn nó đang ở trên. Không hiểu nó đang làm trò gì luôn. Đạt ơi! Đây! Đây đéo gì làm cho gì ở trên đây đấy? Em đây! Em bị ngã chết! Đi chứ! Con mẹ! Chán đéo chịu được thằng! Thế nào làm cho đéo gì ngã chết ở kia? Lốt lại đi! Cứu em! Cái gì? Em bị ngã cứu chết đéo rồi! Được. Em bị ngã chết rồi! Cứu! Ngọc cứu! Mi rồi! Em oảng rồi! Ôi dồi ôi! Yeah. Đạt óc vẫn còn em oẳng rồi, nếu hiểu. Bây giờ tao nghĩ là tốt nhất là mày nên dùng AK đạt óc cho nó lành. Thằng đạt óc chơi mẹ nó cứ như thằng dở hơi, lúc ẩn lúc hiện. Tốt nhất đạt óc mày đưa AK cho Smile chơi đi. Chơi đéo gì toàn ở tận đầu tận đâu chơi. Nếu mà thấy mặt đâu. Smile vào nick em đi. Đấy, Smile vào nick đạt óc kìa. Sao không nó không hiện sáng chữ con tân yêu nhỉ? Anh nhìn vai lại thôi mà. Ờ đúng rồi. Hình như là cái này nó còn file save nó nằm ở. Ờ nằm trên máy đấy. File save nằm trên máy rồi. Mẹ. Như thế nào? File save nó nằm trên máy nên ra thằng Đạt có gửi AK cho mày chăng nữa thì mày cũng đéo continue từ cái đoạn kia được. Ê. Địch mơ. Thôi dẫn giờ mày lấy cái đồ lặn thôi anh em ạ, rồi quay lại phá đảo vậy. Khổ. Đéo chịu. Bây giờ lại phải lốt lại cái đoạn kia thôi. Gửi file xếp sang á. Mà tôi không biết cái file xếp của con này nó nằm ở đâu. Điều hòa vừa tắt. Đẹp. Từ tôi xem là cái file xếp của con này nó nằm ở đâu đã. Nằm ở trong user. Đây rồi. Ngon rồi, nhìn thấy chỗ rồi. Giờ mai chuẩn bị nhá, nó nằm trong ổ. Mày vào ổ xe đây. Để em tí. Tao gửi file xếp cho. 2000 years later. Được chưa? Rồi thì bây giờ thoát game ra đi xong vào lại xem nào. Em có thấy cái chỗ continue không? Đấy.
bình tĩnh, anh em đang giải quyết vấn đề rất là khổ. Chỉ vì cái thằng đi dập gái đấy mà bây giờ khổ như này. Dập ai khổ quá. Mẹ nghe thấy chết. Đã. Bố mẹ nghe thấy thì chết. Lời nguyền đấy, anh em xem lời nguyền. Anh em, mời. Thấy chưa, continue chưa? Mời, anh đã mời em đâu? Phải mời mới thấy à? À, mày có khi cái tiếng vẹt là do... Bắt tôi níu rồi. Anh em thấy chưa? Tôi bảo mà. Wow, just... Bravo. Kinh em, lắm. Em đang dùng nick của em, không phải nick Đạt. Thì nick nào chả được. Yeah, mày cứ continue đi, vào xem mà đồ người mày như nào rồi. A few moments later. Vẫn thế. Lại không có đồ à? Không có đồ. Nó là lúc, nó là cái file mà trước khi em xếp ấy. Thôi, mọi người đi chơi trước đi. Thôi, tao cả Vũ đi phá đảo. Đi. Được không? Được. Hai bọn tôi đi, anh em cổ vũ bọn tôi đi. Hai thằng đi phá đảo. Yêu. Nạt. Đi. Quyết tâm này phải phá đảo con này. Đến nơi rồi anh em ạ. Đính rộn. Kì cát vào ngay. Đang ở giữa ha. Rồi mở cửa rồi. Đấy. Nếu tao không nhầm là đoạn sang bên này là có một con mẹ nhiều tay nhiều chân đây này Vũ này. Tôi cho anh vào đi, em đi sau. À không, nó chết rồi. Nó chết thật hôm nay. Hôm nay thứ bảy nhưng mà tí nữa là 1 giờ sáng chủ nhật. Ôi trời ơi, mẹ nó ra rồi. Vũ ơi, con mẹ. Gặp con đấy rồi chỉ có chạy thôi Vũ ạ. Đéo bắn được đâu, đéo chơi với nó đâu. Chơi mày cưa được không? Chơi được cứt. Anh có cái gì ném lửa không? Ừ, lùa ra sao mình chạy thôi. Mình chạy là xong mà, kệ béo thôi. Mày ra đây. Đánh ai, mày đánh ai? Mày chui qua làm sao được, cứ được đây, bắn cung thôi Vũ ạ. Cưa đi, cưa được đây, cứ bắn cung thôi. Rồi, hay lắm. Dạ yeah. Chết chưa? Ủa cái gì này? Phải cầm lại cái gì này? Ui mẹ lỗi game ạ. Đây rồi. Chỗ con sờ mai rồi anh em ơi. Con sờ mai đây rồi. Đây này. Giết xong là xong chưa? Chưa. Đoạn này xong thì còn đi dài nữa cơ. Từ đây là cứu con Smile đã. Ai mở khóa con Smile ra rồi đây. Đấy. Con trốn đi không? Trốn cái gì? Có nhảy ra không? Rồi. Bế con lên giường. Cứu lại cái thằng này. Em thấy anh đang phải đứng xoa gì ở đấy. Ừ. Đứng ngoài nhìn thì nó xoa. Tiếp thằng này nó ở trong một cái thiết bị toàn là giáo mác với lại trông chiếc của chọc con người. Rồi, để lên cái giường. Thế là chết chưa? Chưa, cắm cái này vào nó lại dậy sao mà. Anh Linh, em nhớ là cắm vào nó dậy xong nó lại ra nó giết mình mà. Đâu, đấy là con khác. Dạ yeah. Có cứu được không? Bây giờ là mình phải mang một cái đứa con gái cho vào đây. Tức là sau khi cứu thằng con trai rồi, bây giờ mình đi tiếp. Mang đứa con gái xong mình nhét vào cái chỗ này thì mới cứu thằng con trai mình, nhớ không? Linh, chuyện đéo nào mày nhét vào làm gì? Phối giống à? Nhét vào đâu cơ? Phôi à, màn hình đấy hả? Đường này mới đúng này. Đây rồi, chỗ phá đảo đây rồi. Từ em không qua được. Không qua được. Đây rồi. Lên nhìn lên, chuẩn bị sẵn sàng bom bùng đây. Làm đéo có bom. Đi vào lấy cái con đấy đi. Lấy cái gì? Đi vào ấy con đấy đi. Anh vào đi. Mày em thức nó dậy đi. Nhanh lên. Con Smile con em đâu? Thế con Tảo à? Chó Vũ nhát với Linh. Rồi. Để. Thôi ta vào rồi.
Ờ, cái kết thứ hai là đi ngủ, bỏ mẹ, kệ mẹ con Smile về nhà ngủ. Đấy, đấy là kết thứ hai. Cháu ơi. Úi dồi ôi, chú chào cháu. Cháu xinh quá. Cháu ngồi cho chơi máy bay. Con này nó vừa được ăn đéo nào sao nhỉ? Không biết, nó đang chỉ cái gì. Cười, cười, cười. Đấy, bắt đầu rồi đấy. Bắt đầu rồi đấy. Em đứng ra xa tí nhá, em đứng ra xa tí. Ôi dồi ôi. Bắt đầu, đứng ra xa chuẩn bị ấy đấy. Ôi dồi ôi, dồi ôi, dồi ôi, dồi ôi. Từ từ đã, để con kia nó hiện nguyên hình đã. Chuẩn bị sẵn thuốc nổ đấy. Thuốc nổ à, thuốc nổ à, thuốc, 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 thuốc. Ném vào, ném vào, ném vào, ném vào, ném vào. Đang, 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 đang đốt. Vào chưa? Đấy, ném đi. Tốt. Hay lắm. Chết mẹ rồi. Đéo mẹ gì mày Hiếu ơi. Chưa, chết cút. Mày. Tốt lắm, hay lắm. Đúng lắm. Úi dồi ôi. Đây là con đen. Úi dồi ôi. Máu. Mày sắm quật của tao. Mày sắm quật. Ôi. Rồi. Úi dồi ôi. Con mẹ nhanh lắm. Ôi dồi ôi, tôi nằm rồi. Tôi xong. Nó đang chạy ra này, từ từ từ, cứ cho chạy đây đi, nó đéo vào đây đâu. Mình từ đây mình ấy thôi, đấy. Thua thôi. Ờ, đéo đánh được tao cơ, ờ, ờ. Ôi dồi. Sao? Cứu tao đi. Em cũng nằm rồi. Đi. Rồi. Cửa, cửa, cửa. Đó. Mày. Mày. Mình có thể thủ được mà Vũ, cầm cái rìu này thủ mà. Cái thủ của nó là mẹ mạnh lắm ấy, cái rìu này thủ mạnh lắm ấy. Cầm rìu này mà thủ ai. Ôi ôi. Thấy chưa, nó chỉ đánh, nó chỉ ngã được mình thôi. Ủa. Thấy chưa? Mẹ. Nó đánh ngã tao xong, nó giết anh rồi. Ra cứu anh. Siêu à. Sao anh bảo thủ được? Thủ được, nhưng mà nó đánh ngã xong rồi nó chơi tiếp một cái combo nữa là combo mẹ. Copa. Quay vãi cả đái luôn. A few minutes later. Ồ, nó chết rồi Vũ ơi. Sao anh biết? Ờ, có. Đây rồi, nó chết rồi này. Đâu? Đây này. Dụng mẹ một cái tay rồi này. Chỗ nào? Sao nó lại chết nhỉ? Đây này. Nó đâu rồi? Nó giết hết mấy cái con củ kẹt đi. Nó tìm xong. Đây này, nó chết rồi này. Chết đâu? À ờ. Người tung tẩy mẹ rồi. Rồi anh em ạ. Bọn tôi đã hoàn thành coi như là chiến công. Thằng kia là nó combo vào người tôi mà nó không biết người tôi là giống kiểu đoàn dự ấy, đã nuốt con cóc độc. Cho nên là mẹ định ăn thịt tôi phát là coi như là cóc độc với lại rắn độc các thứ nó ra nhiễm độc mà chết ngay. Đi vào đây, máy này. À, tưởng cái máy kia. Rồi. Cháu bé đã được đưa vào trong rồi. Vũ làm cái đéo ở đây, cười hà hà. Sao nó... Bây giờ như nào anh em, tôi cho nó vào rồi đây thì như nào nữa. Kết một mới á. Kết một mới là cái gì, làm gì có cái gì mới. Kết một mới như thế nào. Anh cứ bắn hạ máy bay, em thế sẽ hay hơn. Nó khác lần trước. À rồi, có anh em gió bảo đây. Kết một là mình vẫn bắn máy bay nhưng mà nó sẽ khác, khác lần trước. Nó có after story, ờ thế được. Thế để thử cái kết 1 nhá. Mình vẫn bắn rơi máy bay nhưng mà sau đây nó lại có một cái mới. Ok 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 ok. Đi ra đi vào đây Vũ ơi.
lên rồi, nhưng mà mình bắn máy bay thì anh em bảo là bắn máy bay xong rồi nó sẽ lại có một cái after credit. Chồng vũ trời. Máy gì? Hả? Máy bay gì nữa? Tức là mày phải hiểu là cái máy bay lúc đầu mình rơi ý. Hả? Đây là nó như một cái vòng lặp thời gian ấy, hiểu không? Bây giờ mình sẽ lại ra, mình sẽ lại bắn cái máy bay, cũng có một cái thằng bố với thằng con đang đi trên đấy. Và thằng bố thằng con lại bị rơi xuống. Đấy, còn mình thì sau đấy là chính mình là cái thằng da đỏ mà lên bắt thằng con đi ý. Thế xong thằng con cứ kệ cho mày à? Thằng con... Đấy thì nó bắt về thằng con mày, nó cho trong cái máy đây. Xong làm gì nữa? Thì thằng bố lại phải đi mà tìm thằng con. Ê đi, tóm lại là... Thế thì nó mới gọi là một cái vòng lặp thời gian. Nhiệm vụ đi cứu thằng con là sao? Nó mục tiêu của mày việc bắn rơi thằng bố xong đi cắp thằng con về để làm gì? Có mục tiêu gì không? Theo rõ lắm. Bên phải là kết 2 á? Bên phải là kết 2 gì? Được rồi, đây tôi xem bên phải nào kết 2. Ờ, anh đi đâu vậy? Tao ở đây chứ đi đâu. Bắn chưa? Đéo biết. Bắn rồi đấy. Sao em? Ủa? Ơ, anh không xem video à? Có. Đấy, cái máy bay nó rơi này. Rồi sao? Cái này là quay lại quá khứ. Đây là giật thằng con về, xong thằng con chuẩn bị giật biến quái vật sao mà. Đéo nào, giật nào. Cần gì đấy? Mình đang dẫn thằng con về ra mắt mọi người đây. Sống sót chứ còn đéo gì. Hai bố con sống sót chứ cái đéo gì đây. Thằng con chuẩn bị giật giờ. Vậy Linh biến thành quái vật thế là quay lại giết bọn này à? Điều hòa vừa tắt. Đi chứ. Gì vậy? Gì vậy? Bảo mình ra chặt cây. Kết một còn thêm một đoạn nữa. Sau đoạn đấy có thêm một phần nữa. Rồi đấy anh em xem anh em nô nhá. Sai là do tội vạ là anh em nô nhá. Anh em nô bảo là sau đoạn này có một phần nữa. Sẽ có một cái phần mới nữa cho chúng ta để xem là phần mới là cái gì. Nó phải có cái mới chứ. Chuẩn bị quay ra thằng con giật. Đây tôi xem có đoạn nào mới không. Đẹp. Thằng con cũng bị biến như cái con kia ấy. Chuẩn bị giật xong chuẩn bị ra đâu? Con quái vật bây giờ mà. Mình phải giết không? Không. Đâu để xem có đoạn nào mới không? Thế là hết à? Chưa. Bây giờ là hết à? Theo lời của một anh em donate thì sau đấy có một cái đoạn nữa. Dậy đi con ơi. Dậy đi cưng ơi. Ơ? Chết mẹ rồi. Còn gì nữa? Có gì đâu. Có một ông bố ra đỡ thằng con thôi mà. À đây đây đúng rồi, có đoạn mới thật. Có đoạn mới thật anh em ơi, có đoạn mới thật. Về nhà tắm đúng rồi. Này chưa. Đây là hai bố con sau khi mà xong rồi về nhà. Đây. Đang đánh răng, đoạn mới thật. Nhạc đéo gì nghe như nhà Tôn Ngộ Không vậy. Cái đoạn kia nó tởm quá nên nó bỏ. Hình như thế. Thằng con đâu? À hay đây thằng con lúc lớn. À hình như thế. Đây là lúc thằng con lúc lớn đây này. Boss Whiskey. Cứ giật. Đấy. Đây chắc thằng con lúc lớn đây. Biến hình như này. Úi dồi ôi. Sán à.
Rồi sao? Đấy à, mới đấy à? Thế là đoạn mới là thằng con biến thành... thằng con cuối cùng biến thành quái. Rồi có hôm sau để tôi tập hợp đủ team đụt rồi thì vào nghiên cứu cái kết thứ hai, xem như nào. Mà nói thật là anh em kết 2, anh em thử lên YouTube anh em search đi The Forest Ending 2 đi, xem nó như nào là anh em tìm được ngay, có cái gì đâu.